Giờ thì nhà mình đang đi giao một món hàng rất đặc biệt ra ngoài khu vực Mũi Né. 500m nữa sẽ phải để vào Nguyễn Thông. Món hàng đặc biệt đó là một cái bánh kem trị giá 2 triệu đồng. Sơ xúc gì cái là ăn này luôn. Tiền ship không bằng một góc của tiền cái bánh. Sẽ phải để vào Nguyễn Thông. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Hôm nay mình có một cuộc khách quen à không? Nope. Hôm nay mình nhận một cái đơn hàng chở một món quà, chở món hàng rất đặc biệt ra ngoài Mũi Né. Mình sẽ bánh 2 triệu đó con. Anh coi từ đây nó bao nhiêu tiền nha, anh lại lấy chính xác này đây nè. Chính xác gì đâu, đừng có lấy 150, đúng rồi, chính xác nữa chính xác. Cái nào vậy? 974 nghìn, đừng có đụng vô đây con. Nhà mình đang đi giao một món hàng rất đặc biệt ra ngoài khu vực Mũi Né. 500m nữa sẽ phải để vào Nguyễn Thông. Món hàng đặc biệt đó là một cái bánh kem trị giá 2 triệu đồng. Sơ xúc gì cái là ăn này luôn. Tiền ship không bằng một góc của tiền cái bánh. Sẽ phải để vào Nguyễn Thông. Tiền ship bánh có 100 mấy à, mà tiền nó mà mẹ hư hỏng. Đi tiếp 6 km nữa. Hết 2 triệu đó các bạn ơi. Hết 2 triệu. Giao cái bánh này từ 0,8
Thiết đang ngồi Mũi Né nha các bạn. Đến đây thì các bạn có nhu cầu mà đặt bánh kem trong nội thành Phan Thiết á, thì các bạn có thể liên hệ số điện thoại mình sẽ để trên màn hình nha. Chị giao trong nội thành của thành phố Phan Thiết nha. Hy vọng là cái chuyến hàng này sẽ được tốt đẹp để khách tiền mà chiều nay cho tụi nhỏ đi Phan Thiết chơi. Ok. Rồi, đi công viên chơi nha. Vừa giao cái bánh kem xong rồi các bạn ơi. Đây. Bánh kem này là mừng kỷ niệm 50 năm cha xứ nhà thờ nha các bạn. Đấy, đặt lại bánh kem rất là to luôn. Đấy, giao trong này. Trợ lý của mình này đang lấy tiền bánh, này tiền ship luôn. Thì giao bánh xong rồi thì cả nhà mình sẽ quay về lại trung tâm Phan Thiết để mà cho tụi nhỏ đi công viên chơi. Ở nhà mình đang đổ bộ vào quán quán của ông chủ. Chỗ làm gì đó? Đang ăn cái chết không mà. Mà đi vô phải có bánh ăn nó mới ngon chứ còn mà. Thấy bột tự làm hả? Mất tiêu bột đâu. Tụi con lấy gì lấy lẹ đi con. Bên tủ đi. Điểm cho năm ngày cưới ha. Cái này lạnh quá. Trời ơi, em còn thấy nóng nữa anh. Con lấy đồ xong hết chưa? Anh đi, còn lấy gì? Có bông không? Có này không? Dạ. Có bông này. Báo này để thắp nến sinh nhật này con. Ờ, cháy cháy. Thắp nến sinh nhật nha. Anh trai này lấy được cái nón mang về nè các bạn. Ôi trời ơi, vô người ta tiệm người ta không mua bánh mà đi lấy nón là sao? Nè, baby ngon ngon pha rồi, baby bột chân này, bột chân bột pha rồi, chân chân chúc cho mừng nhau, bột chân bột mừng sang này. Giờ mình đang mua đồ ăn để chút xíu ra công viên ăn và cho chờ mấy đứa nhỏ chơi.
lại nha. Rồi, mình sẽ dẫn hai đứa nhỏ đi vô công viên chơi. Ok. Đây, đây cái chỗ khu trò chơi tụi nhỏ rất là thích nè. Nè. Ok chưa. Còn sâu đó. Làm nó lấy làm chi? Chạy về, chạy về. Xe mất công nó hết bình giữa đường rồi mệt nữa. Mất công con ba đi kiếm được con nữa. Nhưng em nó không biết chạy xe nè. Chơi xe cũng được nhưng mà hai đứa đi chạy chung chiếc được không? Được không? Nhâm ơi, nhớ chỗ xe ba nha. Xe ba đây, nhớ đi đâu nhớ chỗ này chưa. Đứng đây lung tung nha. Sao vậy? Dừng lại. Dừng lại. Diễm lái con, diễm lái đi, đừng cho em lái chứ.